Rồi, kính thưa các bác, hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bác và em sẽ thử độ uy lực của hai con loa này, 725. 725 và mỗi một chiếc loa của nó rơi vào 2700W một chiếc. 2700W một chiếc. Tổng cộng hai loa của bạn em đang rơi vào tầm là 5400, đúng không ạ? 5400W. Thì em bát thì em đã giới thiệu với các bác một lần rồi, giới thiệu lại một lần nữa cho các bác là loa này là loa 725, thùng 725 thôi, nhưng loa em đã độ chế hoàn toàn 100%, là hệ thống bát mới siêu xịn STK nhập từ Hàn Quốc nhá. Đấy, mỗi bát của em trị giá ngày trước là 5 triệu trên một bát. Đấy, bây giờ em sẽ độ vào đây. Cấu hình như sau: bát 25, từ 22 và côn 100. Một chiếc loa này là nó sẽ rơi vào 2700W tổng cộng. Hai loa là 5400W, em sẽ kết hợp với dàn của em ở đây. Một dàn của em ở đây. Đánh trên mixer ZTK luôn. Vâng, đánh trên đồng bộ của nó ZTK. Và một con đẩy cực khỏe. Con này thì mới có thể cân được đủ sức để cân và kéo tải được cái cặp này. Ở những video trước em đã test cho các bác con đẩy ba kênh, con đấy thì chỉ là video để test mang tính chất giao lưu thôi. Còn nếu để đánh được đủ công suất của cặp này thì phải một con đẩy khỏe như thế này. Đây, các bác nhìn một con đẩy màu đen ở dưới đây. Rất là hầm hố, rất là nặng, em cũng chưa cân lên. Đã có thâm niên và được sự đánh giá rất là cao của giới chơi audio. Các bác chơi âm thanh loại lớn rồi. Đấy, Professional. MX 10.000 nhá. Rất kinh khủng. Con này thì mình có thể đủ sức để cân được cặp 725 nhá các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem là khi mà em độ chế hệ thống bát loa, thùng loa mới vào thì cái hiệu năng của nó đến đâu thì các bác sẽ cùng trải nghiệm. Và bây giờ là hiện tại là đang rơi vào lúc 1 giờ chiều. Mọi người đang ngủ nhưng em vẫn mạo dạn là làm video cho các bác xem. Đánh thử cặp này xem là hệ thống âm thanh mang lại đến đâu thì các bác sẽ trải nghiệm luôn. Đánh giá với những cặp bát 25 bình thường liệu có đủ sức để đấu với cặp em đã độ chế không? Em đã độ chế vào rồi không? Thì các bác sẽ cùng xem video này sẽ ra ngay. Đây, em sẽ lắp điện thoại vào. Các bác cùng chờ để theo dõi cái sức mạnh của cặp loa 725 nhá. Đánh trên mên coi là mên bãi. Đấy, mên bãi rất chi hầm hố. Đấy, phải cầm cái đấy. Rồi, các bạn đang chờ để trải nghiệm nó nhá. Đây là con main này, là có tên là MX 10.000. Nghe tên đã biết là khủng bố của nó như nào. MX 10.000 nhá. Con này sở hữu hai dàn tụ. Cực khủng luôn. Và được đánh trên dàn mixer ZTK nhé, đồng bộ với loa luôn này, đồng bộ loa ZTK luôn. Các bác cùng chờ để xem cái chất âm của nó khi thể hiện ra, nó có tạo được cái tiếng sư tử gầm và cái làn sóng động đất của nó sẽ xảy ra như nào không. Có nhạc chưa? Nhạc rồi. Đó. Rung tim rồi các bác ạ, rung tim rồi. Đây, em đang để 12 giờ nhá. Đấy, em nhích lên khoảng tầm độ 2 rưỡi. Cho lên 3 giờ đi.
nhá, thử nhá. Rất dã man rồi các bác nhá. Cảm giác rung tim luôn các bạn. Đánh cái ôi rung hết mái nhà rồi. Các bác thấy mái nhà em đang rung hết rồi này. Rung hết mái nhà luôn. Dùng hết người các bạn. Mãi bên nhau bạn nhớ. Bên ngoài thế giới chỉ cao đất dày ở trong tim con em chắc đầy. Mãi bên nhau bạn nhớ. Cùng mặt lên cười chiếc áo bóng bay sau những ngày.
ra được cái động đất và sóng thần các bạn. Quá kinh khủng luôn. Chưa sụp luôn đấy. Chưa sụp luôn. Cái này nếu mà những người nào mà nhẹ cân khoảng 40 cân đổ xuống mà đứng oánh bay ấy các bạn. Nó là kinh khủng, nó thế hơi quá thôi các bạn, nhưng mà phải là sức mạnh của nó mà nó là kinh điển luôn. Với cái cặp loa được lắp bát ZTK này cho âm thanh cực kỳ khủng luôn. Và được đánh như con main MX10000Q này. Cực hay luôn. Ở trên này là em còn một con main nữa. Con này là con Class D này. Con này có mang nhãn hiệu FP14000 luôn, nó còn kinh khủng hơn con dưới nhá. Các bác muốn xem em thử con trên này không? Con trên này là con nguồn xung nhá. Nguồn xung, giải hoạt động của nó từ 100V đến 250V. Là trong cái giải đấy là hoạt động ok bình thường. Điện yếu không thèm tính luôn, không cần liwa. Mang tên là F14000Q. Đấy, con cao này, hơn, cao hơn 4000 đấy. Con này nó tính ra là cái số này nó là cao hơn cả 10000. Nó là thêm 4000 nữa. Nhưng mà để chơi thử nhá. Để test thử con này nhá. Bây giờ em sẽ tắt nhạc đi để em đấu xuống con dưới nhá. Con màu xanh này đúng không? Con màu xanh này, chơi thử phát xem nào. Rồi, đấy các bác vừa thấy em vừa đánh thử một cái con cặp loa 725 vỏ thùng thôi, nhưng em đã bên Đức Hiệu Audio đã chế độ chế thêm những dòng bát chất lượng vào, bát chét chất lượng, và một kênh của nó đang là em như giới thiệu lúc đầu đang là 2700W trên một chiếc, và tổng cộng hai chiếc là 5400, và vừa rồi đang được đánh trên con đẩy là MX10000 Professional đấy. Các bác đã được trải nghiệm cái âm thanh của nó rồi. Các bác nếu mà các bác muốn nghe thực tế và nên đeo tai nghe và để trải nghiệm thực tế cái mức độ uy lực của nó như nào. Thì bây giờ em sẽ thử đấu lên con đẩy nguồn xung ở phía trên. Con đẩy FP14000 là con này thì là ưu điểm của nó là nguồn xung đẩy nó sẽ rất nhẹ, nó không nặng như con ở dưới kia. Và công suất đưa ra cũng rất ổn và điện yếu vẫn đảm bảo cái nhu cầu của các bác chơi được, không cần phải liwa. Thì bây giờ em sẽ thử đấu lên con trên rồi xem mức độ đem lại cái trải nghiệm về âm thanh của nó có đánh bại được con phía dưới là con MX7000 hay không, thì các bác hãy cùng chờ em, chờ bên anh Đức Hiền đang đấu nối phần kỹ thuật. Nếu mà xong thì các bác sẽ được trải nghiệm luôn liệu là con đẩy nguồn xung có cân được cặp loa 725 với một chiếc là 2700W hay không. Các bác cùng chờ xem nhé. Đấy, cũng nhắc thêm các bác là các bác chơi loa mà muốn chơi bằng âm thanh lớn và mạnh chắc như này thì các bác nên chơi những dòng bass có từ tầm 40 trở lên và coi từ lớn thì mới có thể là chịu lực được với những cái dòng đẩy lớn như này được. Còn nếu các bác mà chơi dòng bass 40 mà lại như con bass này mà có đít coi từ bé như này thì đánh cháy ngay, không chịu được. Con này nó nướng một bát chết đi cả. Con này cũng đã nướng cháy một bát này hả? Nướng đi đi con bạn đang em đang ngồi đây là con này đã okay nướng nhá. Đã nướng. Em đấu nối xong nhá. Các bác chuẩn bị xem nha, bây giờ em sẽ khởi động nó lên. Ok, em mở bản nhạc cũng nữa nhá. Cho nó cũng đến tầm độ 3 giờ đi. Thôi 2 rưỡi, con này chuyển 2 rưỡi thôi. Kinh khủng luôn. Quá kinh khủng luôn. Sợ luôn. Oánh quá dã man luôn. Bay giờ khác luôn đấy. So với con dưới thì nó ăn đứt luôn. Sức mạnh nó quá kinh khủng rồi các bạn. Nó là nguồn xung nhá, nó chỉ nặng khoảng tầm độ 7-8 cân thôi. Nhưng mà uy lực của nó đưa ra thì quá kinh khủng luôn. Nói chung là đứng gần đây thì không thể chịu được. Hai nữa là làng xóm bên họ sợ lắm. Nếu mà mở nhạc to mà nghe đứng ở đây nó đánh đầu phát là các bác ngã luôn. Ngã luôn em đánh đầu phát choáng cái bất ngờ là ngã luôn. Bất ngờ đấy. Ngã luôn các bạn. Đó là nó kinh khủng lắm.
Thôi nhá, video em sẽ test cho các bác xem như thế này. Thì đến đây là hết. Thì để cho các bác thấy cái sức mạnh của những cái dòng loa nhập khẩu nguyên chiếc, nó chất lượng như thế này. Và khi được trải nghiệm trên một hệ thống âm thanh dàn máy nó chất lượng nữa, thì cho ra âm thanh của nó là kinh điển. Và nó gọi là tạo ra những cái cơn sóng thần và động đất rất dữ dội. Anh em mà muốn chơi chơi nhạc mà để nó dữ dội một tí, nó đặc biệt hơn làng xóm một tí, thì là anh em sẽ liên hệ với Đức Hiền bên audio, sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm công suất lớn và tạo ra cái độ uy lực sóng thần động đất để cho anh em chơi cho nó thỏa sức đam mê âm thanh các bác nhá. Rồi, xin thân ái chào các bác. Rồi. Đấy, vừa rồi các bác là được trải nghiệm cái dòng âm thanh và bên Đức Hiền đã lắp ráp và các bạn nhìn thấy rồi. Thì để chung quy lại thì nhìn thấy một điều rằng là nếu về đẩy thì cơ bản là không nhất thiết là phải to xác. Đấy. Đấy. Rồi đây là bố nha. Bố này đã thấy âm thanh lớn quá, đã từ phía bên ngoài là phi vào đây để chấn áp lại anh em, là giảm nhỏ lại âm lượng lại, là tránh ảnh hưởng tới làng xóm. Đấy. Rồi. Rồi như vậy là đấy, rất nhiều các bà con đang thấy hào hứng là đã đến, thấy âm thanh hoành tráng quá đến. Cũng nhắc lại với các bác luôn là để mà chơi âm thanh thì có rất nhiều cái để chơi. Tuy nhiên thì không cứ gì là chúng ta nhìn thấy đẩy mà cứ đẩy to xác, đẩy to nặng mà đã khỏe. Thế nên là các phải lưu ý, nhiều khi những con đẩy như này nhỏ gọn thôi, nhẹ nhưng mà cực kỳ chất lượng. Đấy, các bác phải lưu ý về chơi âm thanh. Các bác bây giờ nếu mà chơi âm thanh mà muốn chơi và đi sâu vào chất lượng âm thanh mà đảm bảo về nhẹ nhàng, thì các bác có thể chơi những con đẩy nguồn xung cũng được. Âm thanh nó đem ra vẫn rất là ok và rất là hoành tráng, nhưng không phải là thua kém gì những con đẩy mà to xác đâu. Đấy. Thì thêm nữa là các bác vừa được tận mắt chứng kiến là cái cặp loa bên Đức Hiền đã độ chế để đem lại một cái chất lượng âm thanh tốt hơn, cũng như kết hợp với cái dạng âm loa tốt cũng như là âm thanh các đẩy và cái nguồn tín hiệu ra tốt, thì đưa lại một chất lượng âm thanh hết sức là hoành tráng và tuyệt vời. Thì bên Đức Hiền Audio đang lắp rất nhiều các loại loa cho các bác, độ chế lại các loại loa cho các bác để các bác trải nghiệm lại, thay những cái dòng bát đã cũ. Ví dụ các bác nào mua loa tàu ngày xưa, loa 725 mà cái dòng bát nó kém chất lượng hoặc đã bị cháy, những cái bát như thế này thì các bác nên thay mới và liên hệ về bên Đức Hiền Audio để độ chế lại những chiếc bát chất lượng hơn và đem lại một cái giải âm thanh chất lượng cho cái dàn âm thanh như các bác làm dịch vụ, để không sợ loa bị cháy hỏng cũng như là loa về chất lượng kém, hát kém tiếng không sáng, thì các bác phải độ chế lại những loa các bác là ngày xưa, loa những cái loa dạng bát 40 mà như thế này thì các bác nên thay bỏ nhá. Bỏ những bát này đi không dùng được, và các bác hoàn toàn thay những bát mới với cái dòng bát mà củ từ lớn như thế này thì nó mới đáp ứng được cái âm thanh chất lượng cao cũng như là cái độ uy lực, và hai các bác mở nó không sợ cháy được. Nên các bác mở những cái dòng này, các bác chỉ cần nhích đẩy con này, đẩy em chỉ nhích tí và tầm 9 giờ là con này cháy rồi, là đã khét mù rồi. Thế nên là các bác phải lưu ý. Đấy. Còn các bác nào có thắc mắc cũng như là cái phần cần phải giải thích thì các bác có thể là vui lòng là comment xuống phía dưới, để lại bình luận em sẽ làm video để giải đáp. Đấy. Rồi. Đấy. Cũng là một dân chơi âm thanh nhá. Dân chơi âm thanh thấy tiếng nhạc đã đến với Đức Hiền Audio để còn trải nghiệm xem ở đâu mà âm thanh lớn thế. Đấy. Anh Hoàng Chí. Một giới đam mê âm thanh đấy, cũng giới đam mê hát hò bay nhảy đấy. Rồi, như vậy là mình sẽ đóng lại video ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bên Đức Hiền Audio sẽ liên tục ra những video mang tính chất trải nghiệm, mang tính chất giải trí, mang tính chất giải đáp rất nhiều các thắc mắc của rất nhiều các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Sẽ ra rất nhiều video liên tục, và các bác nếu mà thấy yêu thích video của Đức Hiền thì vui lòng nhấn đăng ký, like và nhấn vào quả chuông để nhận liên tục những video tiếp theo. Đức Hiền sẽ làm về các hàng loạt các video về test cũng như trải nghiệm các dòng loa về âm thanh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.